Chào tất cả các bác nhá. Trưa nay là ngày 21 tháng 10. Hôm nay em tiếp tục em về lô giày mới các bác nhé. Em đang giới thiệu các bác. Các bác ưng đôi nào thì alo em bác nhé. Mày toàn giày VIP thôi. Đây các bác, đôi giày của nó là siêu đẹp luôn đấy các bác ạ. Bao chính hãng 100% các bác nhé. Keo chỉ này, zin đét luôn này. Không một lỗi nhỏ nhé. Đấy, đây là bột na. Đấy, bác nào hỏi trên size nhỏ đây. Hôm nay em về một số size nhỏ lên cho các bác đây. Đây là size 39 bác nhé, size 39 đẹp nhất của Nike luôn, độ mới cực cao bác nhé, độ rất là mới luôn, size 39, đồ này không có điểm chê luôn đó. Mã AX1 này ạ, size 39 bác nhé. Bao lấy đồ này em để bác cái giá là 500k thì ạ. Cực kỳ rẻ bác nhé. Mã AX1 nhé, size 39 giá 500k. Tiếp tục em lên cho bác một đôi size nhỏ đây. Đẹp chưa các bác? Đây, đôi Nike size nhỏ quá nhé. Để em kiểm tra keo nhé, xem có chỗ nào có keo không. Đây bác nhé, đây có tí này. Đấy. Chỗ này có tí dán lại bác nhé. Đây. Đây có một tí dán lại bác nhé. Đấy. Chỗ nào có dán lại đều báo các bác nhé. Đấy, đôi Nike bao chính hãng 100% các bác nhé. Ok chưa ạ? Đôi này của nó size 39 các bác. Size 39 các bác nhé. Đôi này size 39. Mã AX2. Size 39 này. Một lưới này em để bác cái giá là 250k nhé. Nó có dán keo lại các nhé. Thì em sẽ bán lỗ cho các bác nhé. Em cắt lỗ cho các bác nhé. AX2 này size 39 này giá 250 nhé. 250 này ạ. Là nhìn nó vẫn đẹp như không dán keo bác nhé, nhưng mà nói chung là nó đôi nào mà nó có tình trạng nào thì em đều báo trước các bác như thế nhé, các bác cho chọn yên tâm bác nhé, các bác nhận hàng nó đúng thực tế nhé, chứ không nhiều khi là em báo cái này là đẹp xuất sắc mà về các bác nhận hàng các bác lại thấy nó có tí vết keo thì đâm ra tự dưng là thành mất uy tín bác nhé. Em cứ báo trước bác vậy, đôi nào dán keo thì em chấp nhận em ăn lỗ nhé. Ok, nhận thoải mái cho các bác. Nhưng là mình toàn khách nha, em là toàn khách nha. Thế quen đấy, đâm ra là cũng bán cho nó chuẩn chỉ cho các bác. Đây em lên bác đôi này, đôi này mới tinh nhá, đôi này hàng trưng bày này. Đôi này chưa đeo lần nào đâu các bác nhé, chưa một lần lên chân lần nào đâu, đâm ra độ mới của nó là keng sờ beng luôn, em mới kinh con các bác nhé, chưa một vết nào đấy. Đôi đáp các nhá, size 42 đi ạ. Bác nào mà đeo đôi này lên chân thì đúng là đẳng cấp luôn, siêu sang siêu xịn siêu chất nhá. Dòng đát ba sọc đây nhá, đeo sướng chân các bác nhá, nhẹ lắm. Mã AX3 size 42 đi. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 800k. 800k một đôi đát mới cứng bác nhá. Đây ạ. AX3 đây ạ, size 42 giá 800k. Em lên bác một đôi giày hiệu nhá, giày hiệu size nhỏ này. Đấy, bác nào chân nhỏ đeo đôi này cho em thì ba bác là chính hãng tuyệt đối nhá. Những đôi này thì giá nó luôn luôn là trên chục triệu các bác nhá, không có giá dưới 17-18 triệu đâu ạ. Như giày cũ nó vô giá, đây em đang nói chuyện giày mới nhá, 17-18 triệu là giày mới nhá, còn này là giày xài rồi nhá, giày lướt rồi nhá, nên giá trị của nó thì bình thường các bác nhá. Đây là một đôi Nike chính hãng nhá. Đấy. Các bác nhìn không ạ, độ mới nó cực cao luôn, là chính hãng tuyệt đối luôn các bác. Cái dòng này nằm rất sâu luôn, có chờ một tí em phải moi bên trong ra nhìn thấy tem. Size 40 các bác nhé, size 40. Một đôi này hàng chính hãng luôn, size 40. Đôi này các bác đeo lên chân thì em đảm bảo trọn đời không hư nhé. Này các bác nhìn cái chất liệu da đó này, da hãng này.
Nhìn cái ôm chân này, nhìn nào. Bảo vệ gót chân này. AX3 size 40 này. Bác lấy đôi này em để bác cái giá 600k thôi. Bán xả cho các bác cho chơi cho vui nhé. Còn bình thường đôi này phải là 1,2 triệu triệu 2 nhé, em mới bán nhé. Không có giá dưới 1,2 triệu đâu ạ. AX3 nhé, size 40 giá 600. Những cái đôi này chính hãng đắt lắm nhé. Không có hàng rẻ ở này đâu. Ôi trời, còn đôi nữa các bạn, còn đôi còn một đôi hàng mới nữa này. Hàng này là hàng chưa đeo lần nào nhé. Đây là hàng trưng bày đấy ạ. Đấy, mới tinh nhá, một đôi đắt, một đôi Adidas 3 sọc này. Cái bản đắt đắt ba sọc này là nó đắt, nó đỏ cực kỳ đắt đỏ các nhá. Các bác yên tâm chơi đôi này thôi. Xác định những đôi này các bác đeo trọn đời, đừng nói hư được các nhá. Không hư nổi đâu ạ. Nhìn nó mới tinh quá nhá. Đấy. Bên trong nhìn mới keng sẽ em luôn. Đôi này size 43 các bác ạ. Size 43 các bác nhá. Con này mã AX4. Size 43 này. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 800k. Đấy, một đôi đáp nữa nhá. AX4 này ạ. Size 43 giá 800. Tiếp tục em lên cho bác một đôi ba sọc nữa, bao là chính hãng 100% chính hãng nhé, không một lỗi nhỏ nhé. Đây là đôi ba sọc của nhà Adidas đó nhé, giày này giày si thì ạ, giày si quá nhé. Hàng này thì tuyệt đối chính hãng rồi, các bác yên tâm ạ. À, độ mới của nó này trên 90% bác nhé. Đôi này của em nó là size 42, một đôi đắt ba sọc size 42 siêu mới. AX5 size 42, bao cái đôi này em để bán cái giá là 600k. Mà AX5 bác nhá, size 42 giá 600k. Rồi, một đôi siêu phẩm các bạn ạ. Đây mới là một đôi siêu phẩm này. Nó vừa sang là vừa nhẹ nhé. Đôi này nhẹ lắm các bác ạ. Nè, bác nhìn chất liệu da nó này. Xịn không? Đấy, zin đét nha, không phải sơn lại đâu các bác nha. Đấy, bao các bác là da đét đẹp luôn, không sơn lại tí nào nhé. Đế này, chưa mòn. Độ mới, độ xịn con này không phải bàn đâu nhé. Đôi này size 43. Ui, chàng mẹ ơi, một đôi giày khủng khiếp luôn. Size 43. Mã AX6. Size 43 này. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 550k. Một đôi hàng chính hãng thôi nha. Một đôi siêu phẩm hàng chính hãng. Đấy, AX6 này, size 43 này giá 550. Đôi này mới lắm anh em. Thì bác một đôi đắt mới tinh mọi người. Đôi này là hàng trưng bày nhá. Đôi này cũng chưa lên chân lần nào đâu. Này có nhìn chất liệu nó này. Đôi này là xác định các bác đeo trọn đời nhá, không nghĩ hư nổi đâu các bạn. Nhẹ lắm. Đôi này nhẹ cảm giác không không đeo dài lên chân đâu nhá. Nhẹ tưng luôn. Bên trong nó như này. Đấy. Size 42 quá nha. Size 42. Mã AX7. AX7 này.
size 42. Mà cái đôi này em để bán giá cũng 800k. Mã A7 này, size 42, giá 800k. Một đôi chính hãng rồi các bác này. Đôi này em đang bán này, 1,4 triệu đây. Hôm nay em để rẻ cho các bác đôi này chơi thôi nhá. Đôi chính hãng nhá. Đôi này thì các bác mua không giá dưới 28 triệu đâu ạ. Đó nhá, nếu mua mới. Mua sờ to. Đổ mới cái này lên 95-97% nhá. Rất là mới luôn. Đây là size 42 các bác ạ. Size 42. AX8. Size 42 này. Bác lấy đôi này em để bác cái giá 800k. Đôi này này em bán rất mấy đôi như này các bác nhá. Toàn 1,4 triệu, không có đôi nào giá dưới 1,4 triệu được. Hôm nay em để gọi là ngày 20 tháng 10 các bác nhá. Gọi là chiên cho các bác thôi. AX8 này, size 42 giá 800. Tiếp tục đồ nữa các bạn. Đồ này thì miễn bản đúng không các nhé. Trời ơi, đồ này đồ mới, đồ sang, đồ xịn đúng không? Không phải bàn cãi đâu. Xem đôi này, đôi Nike Max này, đẹp rồi. Đôi Nike Max coi nha, siêu đẹp luôn. Đế này, mới mới cực cao coi nha. Đế chưa mòn tí nào luôn đấy. Đây là đôi Nike Max. Các bạn nhìn bên trong của nó này. Mới chưa? Tem, ôi dồi ôi, tem hai lớp này nhỉ. Đôi Nike Max size 42 đó nha, size 42 ạ. Đây là mã AX8. Size 42. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 450k. 450k bác nhá. Đôi này mắc ạ. AX8 bác nhá. Size 42 giá 450. Tiếp tục một đôi Nike hàng chính hãng các bác này. Đấy, đôi này cũng trên chục cũ hết các bác nhá. Đôi này 18 19 triệu không rẻ đâu ạ. Tiếp tục một đôi Nike con này. Bao các bác hàng chính hãng 100% nhá. Yên tâm về chất lượng hàng hóa các bác nhá. Con này thì bác mua bên ngoài bác biết rồi đúng không ạ? Cực kỳ đắt tiền luôn, không có giá rẻ đâu ạ. Không có cái giá dưới chục cũ đâu các bác nhá. Mới bên trong này rất là cao luôn. Đôi này size 41 ạ. Size 41 này, mã AX9. Size 41 này, bác lấy đôi này để bác giá là 700k. Mã AX9 này, size 41 này, giá 700k. Lên thì bác đôi bò đáy voi này, đôi giày da nhé. Siêu phẩm của Playboy này. Rồi ôi, những cái đồ này thì bác biết nó tiền cỡ nào cho lại đấy các bác này. Hàng chính hãng 100% hàng chính hãng của Playboy nhá. Này nhìn này ạ, Playboy nhá. Độ mới cái này gần như mới tinh các bác nhá.
Đẹp quá bác ạ. Một con size 40 đẹp chết nước chấm luôn. Này, bác nào mà công sở đeo những đôi này đúng là đúng bài luôn. Tất cả thương hiệu dập hết ra là bao giá xịn 100% bác nhé. AX9 này. Đấy. Size 40 bác nào lấy đôi này em để bác giá là 500 thôi, 500k đôi này bác nhé. Đẹp hết nước chấm luôn. AX9 này. Size 40 giá 500k. Một đôi hàng hãng này vừa sạc thôi nhá, vừa sạc hàng hãng luôn này. Hàng này hàng trưng bày thôi nhá, Magenta da này, hàng trưng bày thôi nhá, đôi này chưa đến chân lần nào đâu. Đấy, da là nguyên miếng luôn này. Size 39 luôn nhé. Đây size 39. Mã AX11. Size 39. Bao nhiêu đôi này em để bác cái giá là 1 triệu. 1 triệu các bác nhé. Một đôi vừa sạc đấy ạ. Một đôi vừa sạc các nhé. Giá 1 triệu đồng ạ. Mã AX11. AX11 có nhà giá 1 triệu. Lại một đôi siêu phẩm ở đây rồi. Cho một chim nó đôi này đẳng cấp thế nào. Già nhỉ, già bao giá xịn 100% nhá, trọn đời với già nhá. Size 42 nhìn này, thương hiệu này. Mocassin gì đấy. Size 42 nhé. Con này sản xuất tại Bangladesh này, này. Bangladesh nhé. Đấy. Được chưa? Sản xuất tại Bangladesh đó nhé. Kinh khủng không? Size 42. Sản xuất tại Bangladesh. Mã AX12. Size 42. Bao lấy đôi này em để bác cái giá 1 triệu 6 nhé. 1 triệu 6 đôi này. Một hàng Bangladesh đó nhé. Thương hiệu thì siêu phẩm rồi. Mã AX12. Size 42 giá 1 triệu 6. Đôi này không có đôi thứ hai đâu các bác nhé. Yên tâm một điều như vậy. Tiếp tục em lên cho bác một đôi gà nhé. Một đôi gà thì các bác biết nó đắt đỏ cái nào không? Gà nó không có dưới 30 triệu các bác nhé. Riêng nó đôi gà. Này, thương hiệu gà này. Này, gà các bác nhé. Riêng hàng gà, đôi gà nó thì không đôi nào dưới 30 triệu các bác nhé. Được chưa? Đôi này là cực phẩm rồi. Size 42, một đôi gà. Mã AX13. Size 42. Bác lấy đôi này em để bác cái giá là 1 triệu mốt bác nhé. 1 triệu mốt của đôi gà này. Đôi gà nó là siêu phẩm rồi. Các bác yên tâm mà chơi nhé. Riêng đôi gà thì không phải đối thủ rồi. AX13 thì ạ. Size 42 giá 1 triệu mốt. Tiếp tục lên ra một đôi ba sọc mới tinh luôn này. Cái này hàng này có chứa được chất lần nào nhé. Đấy, một đôi ba sọc hàng chính hãng này. Mới cứng nhé, hàng trưng bày rồi nhé, chưa lên chân lần nào luôn. Tất cả hàng kiên kệ nhé. Mới cứng còn luôn.
bên trong này. Size 42. Mã AX14. Size 42. Bác lấy đồ này để bác cái giá là 800k. Mã AX14 này. Đấy, size 42 giá 800k. Nó là chơi tí đôi giải hiệu không ạ? Làm tí đôi cho chính hãng chơi nó vui bác nhỉ. Đôi này thì nó là độc nhất vô nhị ở Việt Nam rồi, không có đôi thứ hai bác nhé. Các bác tìm mỏi mắt luôn, không đôi thứ hai luôn, kể cả giới nghệ sĩ luôn nha. Kể cả giới nghệ sĩ không có đến cái đầu ngón tay, không phải là một hai người dám chơi cái đôi này đâu nhé. Khẳng định bác luôn, không phải là giới bình thường đâu bác nhé. Thực ra những đôi giày này là phục vụ cho những tên tuổi gì đấy. Đây ạ. Yêu cho các bác một đôi hàng chính hãng nhé. Da này, đinh này, có chàm tí luôn này. Đây nha. Đấy, thương hiệu nhé. Được chưa? Đấy, ok cho các bác. Đế nói chung là đế nó hơi dơ mấy, vì thực ra là đôi này là về em cũng chưa kịp giặt đâu. Mình không có không biết cách giặt đôi này đâu nhá. Giặt đôi này khó phết đấy. Đôi này giặt cũng phải là tung tung được các nhá, không phải đưa nước vào giặt làm đôi ạ. Đôi này nhưng giặt nó phải có bài các nhá, giặt thợ giặt giặt này. Xem đế chứ nó có ra gì không? Sure, lót nó cũng mụn rồi. Lót tương đối mụn thôi nhé. Đôi này kinh điển luôn. Đây, thương hiệu các bác này. Dạ. Đấy, thương hiệu đấy, siêu hiệu luôn các bác nhé. Đôi này là size 44, như bác nào chân 43 đeo đẹp các nhé, bởi vì nó cái dáng giày này giày cao cổ này, bác nào chân 43 đeo đẹp các nhé, nó báo chân 44 nhưng chân 43 đeo đẹp. Đôi này là siêu đắt rồi. VIP AX1 này, size 44. Bao lấy đứa này em để bác cái giá là 3,5 triệu. Đấy. Nha. Mã VIP này ạ. VIP AX1 size 44 giá 3 triệu rưỡi. Đôi này hôm trước em phải em bán 5 triệu thôi nha, không phải 3 triệu rưỡi đâu. Này em để chơi với bác cho vui thôi. Tiếp tục lên cho bác một đôi LV chính hãng nhé. Bao chính hãng 100% bác nhé. Một đôi siêu phẩm đây. Đẹp chưa? Vô tông hàng bao chính hãng 100% nhé. Đồ này độ mỡ cực cao này. Gần như mới tinh luôn này các nhá. Gần như mới tinh luôn này. Đấy. Size số 6 này.
mã cốt nha. Được chưa? Một siêu phẩm bác nhé, size số 6 để em đo chiều dài cho các bác. Đôi này nó gần như mới tinh, đế chứ còn nhìn, gần như mới tinh rồi. Con này dài 28 phân bác nhé, 28 phân nhé. Đấy, size con này là size 41 này, 28 phân. Đồ này mới tinh nha các bác nha. Đồ này phải nói là độ mới nó hiếm luôn này. Mã này VIP này. AX2 này. Size 41 này. Dài 28 phân bác nhá. Bác lấy đồ này em để kỷ niệm các đồ này cực kỳ xịn luôn. 3,9 triệu. VIP AX2 này, size 41 này, giá 3,9 triệu. Tiếp tục lên cho bác một đôi Louis Vuitton thôi nhá. Bản này là bản kỷ niệm, là đẹp lắm bác ạ. Chữ ký nhá. Hàng là bao chính hãng 100% bác nhá. Những cái đồ này thì các bác ra store bác mua không có đồ nào dưới 38 triệu được các bác nhé. À 28 đến 38 triệu được các bác nhé. Yên tâm chưa? Đấy, bác nào mà kiểm tra phát hiện giày nhà em không phải chính hãng nhé, em tặng các đôi giày đền 10 lần tiền luôn, được chưa? Bao chính hãng 100% luôn. Đấy. Louis Vuitton có bản này, bản này là bản này nhiều bản kỷ niệm ấy. Cực của cực phẩm luôn. Size số 7 nhé. Đủ yêu cho các bác. Độ mới rất cao này. Đấy bác nhé. Louis Vuitton này. Đồ này thì đúng là tuyệt phẩm cú mèo rồi. Đôi này chắc size 42, số 7 chắc size 42 và 41.5 này. Em đo chiều dài của chân nhé. Hai mươi chín phân bằng nhá, size 42, mã VIP AX3. Size 42 này. Đấy, bao lấy con đôi này em để bác cái giá là 3,7 triệu. 3,7 triệu nha. Đúng bằng số lẻ đâu ạ. Không bằng số lẻ nha. Đôi này là bây giờ là 35 đến 38 triệu. Thì em bán cho bác giá 3,7 triệu là không bằng số lẻ luôn này. VIP AX3 này được chưa? Size 42 giá 3,7 triệu. Cái đôi này em thanh lý cho bác luôn đôi này luôn. Em để bác giá là 3 triệu nha. 3 triệu bác nhé. 3 triệu cho nhanh. Em vào làm đôi Gucci không ạ? Đôi Gucci hàng chính hãng này. Một đôi Gucci bác nha, bao chính hãng 100% luôn. Đôi này thì hết nước chấm bác nha. Độ mới tuyệt đối luôn.
cực kỳ mới nha, đế kép. Con này size số 6 này, này bên trong này. Đấy. Đúng nhá, size số 6 đấy ạ. Đấy, size số 6 nhá. Đây, Gucci đấy. Italia. Gucci đấy ạ. Được chưa? Con này size số 6 size 41 rồi. Độ mới con này cực cao nhá. VIP AX4 này. Đấy, size 41 này. Đấy, bao lấy đôi này em để bao cái giá? 3,9 triệu. Hôm trước em có một đôi bán, em bán 4 triệu 6 thôi nhá. Có một đôi về bán 4 triệu 6 luôn đó. Mà không có hàng bán nhá. 4 triệu 6 hôm đấy về có một đôi duy nhất là 3 4 khách hỏi. VIP AX4 này, size 41 này giá 3 triệu 9. 4 triệu 6 mà khách nhao nhao luôn. Khách nhiệt tình lắm ạ. Người ta nhìn giày phát người ta biết ngay. Em lên mang một đôi. Đôi này thì nó độ kinh điển nó cao lắm các bạn. Đôi này nó thuộc siêu phẩm rồi. Em lên nhà bác một con cực phẩm ngày hôm nay luôn. Sự con này em không muốn muốn bán thế nào nhưng mà để đeo nó quá này. Chân cái thằng cu con nhà em không vừa bác ạ. Tiếc quá. Chân nó to hơn chân bố. 20 tuổi to hơn chân bố bác ạ. Này. Con Valentino nhá. Con này các bác mua giá không có dưới 35 triệu đâu ạ. Em khẳng định các bác luôn. Bác mua không nổi 35 triệu giá con này đâu các bác nhá. Magi Italia bao chính hãng 100%. Bác nào mà chỉ cần phát hiện ra con hàng này nhá, không phải hàng chính hãng nhá. Em đền bác 10 lần tiền tặng nó đôi giày. Dạ. Con này size 40 đấy ạ. Mã code đầy đủ nha. Đấy. Cho các xem. Đây móc luôn đế cho các bác xem nhé. Riêng những hàng này phải móc đế các bác ạ. Không có thể lôm côm được các bác nhé. Những cái hàng này này. Bác bên trong này nó lót này. Lót dưới nha cuối cùng đấy. Nhìn như khác thì không không phải là dùng đế các bác nhìn thấy không ạ. Đây. Đấy. Đây nha trong cái đó lót em móc ra rồi nha. Đấy bác nhìn dưới lót nó dưới cuối cùng nó này. Và nó đôi giày nó xịn khủng khiếp luôn các bạn. Valentino đây ạ. Được chưa các bác? Hàng chính hãng tuyệt đối nha. Tiếc quá đôi này thật sự là cu nhà em đeo vừa, đúng em không bao giờ bán đôi này thật. Nhưng mà nó không vừa cho. Bây giờ các bác bảo đi cho trả cho nó đi mua giày khác thì chết tiền mình như ai đâu các bác, đúng không ạ? Size 40 em đo đế cho các bác nhé. Con này cũng 28 phân rưỡi này, 28 phân hơn 28 phân tí này. Đó. Size 40 bác nhá. Con này là mã VIP XA5 này. Size 40. Bác nào lấy đôi này em để bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Đôi này hôm trước ngó một đôi bán 4 triệu 2 rồi đây. Hôm nay em để bác đôi này với giá là 3 triệu rưỡi nhé. 3 triệu rưỡi các bác nhé. Mã VIP XA5 này, size 40 này, giá 3 triệu rưỡi. Ok chưa? Đó, video của em xin phép tạm dừng các bác nhé. Các bác ưng đôi nào thì alo em. Em xin chào các bác ạ.